Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 20 tháng 11 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đức Thánh Cha gửi thư bày tỏ sự gần gũi với Ukraine, đánh dấu 1.000 ngày chiến tranh. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tham dự hội nghị G20 và sáng kiến Rumia Sutrata cho năm thánh 2025. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến hoạt động của Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy. Vào ngày 19 tháng 11 vừa qua, tại Đan viện Biển Đức Thiên Hà, 35 học viên lớp K2 Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy dành khoảng thời gian để suy tư cầu nguyện xin ơn Chúa cho những giải pháp của dự án thần học mục vụ. Chương trình có sự đồng hành của cha giáo Phêrô Trần Quang Diệu. Qua các bài tập thực hành trong khóa học, quý học viên đã mô tả thực tế, truy tầm nguyên nhân của các vấn đề thần học dưới nhiều khía cạnh, đồng thời phân tích nền tảng thánh kinh, giáo huấn của giáo hội và suy tư của các nhà thần học. Giờ đây, các học viên tiến đến bước cuối cùng của vòng xoáy thần học là tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thực tiễn đã đề cập. Tất cả học viên bắt đầu ngày suy tư khởi sự bằng thánh lễ tại nhà nguyện của đan viện. Sau thánh lễ, cha giáo Phêrô chia sẻ về bước cuối cùng của hành trình tìm kiếm giải pháp cho dự án thần học. Sau đó, quý học viên được trầm lắng trong giờ chầu thánh thể để trong cầu nguyện mỗi người lắng nghe tiếng Chúa trong những điều đang tìm hiểu. Liên quan đến hoạt động của thiếu nhi thánh thể, vào Chủ nhật ngày 17 tháng 11, Sứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể các Thánh tử đạo Việt Nam thuộc giáo sứ Phùng Khoang mừng lễ quan thầy và kỷ niệm 5 năm thành lập. Trong lời ngỏ đầu lễ, cha tuyên úy Giuse Trần Viết Tiềm nhắc nhớ cho các em và cộng đoàn, qua đời sống kiên trung đến cùng của các Thánh tử đạo Việt Nam, không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Cha nguyện chúc cho sứ đoàn không những vững bước trong hành trình 5 năm mà còn tiến mạnh đến những tưởng 55 năm và hơn thế. Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ, cha phó Giuse Trần Xuân Thủy giúp các em cùng suy tư về danh xưng tử đạo. Ngày nay, không còn quá khóa, gông cùm hay tùng xẻo, mà tử đạo là việc thiếu nhi dám từ bỏ các thói xấu mà biết sống yêu thương, san sẻ niềm vui với anh chị em của mình. Qua đó, mỗi tử đạo nhí được nối gót thánh tử đạo năm xưa mà nên những chứng nhân anh hùng cho Chúa ngay trong đời sống thường ngày. Sau thánh lễ xuất sáng là chương trình hoan ca kỷ niệm 5 năm thành lập sứ đoàn diễn ra với sự góp mặt của các em thiếu nhi trong sứ đoàn, quý quan khách và cộng đoàn dân Chúa. Cũng trong ngày này, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trong ngày bác ái xã hội, sứ đoàn Teresa Hài Đồng Giê-xu thuộc giáo xứ Tân Lang dưới sự hướng dẫn của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Khích đã thực hiện chuyến thăm và tặng quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Các em thiếu nhi trong sứ đoàn đã hy sinh, tiết kiệm chi tiêu cá nhân để dành dụm những món quà nhỏ bé nhưng thấm đượm tình yêu thương và lòng nhân ái để sẻ chia với các bạn nhỏ kém may mắn hơn. Liên quan đến hoạt động hành hương, tiếp nối chương trình hành hương của Tổng Giáo Phận, vào sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, ngày thứ ba của Đại hội Hành hương, Đại gia đình Giáo hòa Lý Nhân cùng trở về với Trung tâm Hành hương Toàn quốc Kính các Thánh tử đạo Việt Nam sở kiện để hành hương và mừng lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam. Đại hội có khoảng hơn 1.000 anh chị em về hành hương. Sau khi tham quan các thánh tích và dâng lời nguyện xin cùng các thánh tử đạo, đoàn hành hương đã có những giây phút lắng đọng bên Chúa Giêsu thánh thể. Đặc biệt, trong giờ chầu thánh thể, quý cha đã ngồi tòa giải tội để anh chị em có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau giờ kính viếng các thánh tử đạo, đúng 10 giờ, cha Anton Phạm Văn Dũng, quản hạt Lý Nhân đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn hành hương. Đức Thánh Cha gửi thư bày tỏ sự gần gũi với Ukraine, đánh dấu 1.000 ngày chiến tranh. 1.000 ngày sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một lá thư bày tỏ sự đoàn kết với toàn thể người dân Ukraine, cùng với hy vọng và lời cầu nguyện cho hòa bình. Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2024, đánh dấu 1.000 ngày kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Để kỷ niệm ngày bi thảm này, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ sự đoàn kết với người dân Ukraine đang đau khổ. Trong một lá thư gửi cho Đức Tổng Giám mục Visvandas Kudbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, Đức Thánh Cha thừa nhận mức độ đau khổ mà người dân Ukraine đang phải chịu đựng. Tôi hiểu rõ rằng không lời nói nào của con người có thể bảo vệ mạng sống của họ khỏi những vụ đánh bom hàng ngày, an ủi những người đang đau buồn vì người chết, chữa lành vết thương cho những người bị thương,
đưa trẻ em trở về nhà, giải thoát tù nhân hoặc khôi phục công lý và hòa bình, Đức Thánh Cha nói. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại phút mặc niệm toàn quốc hàng ngày mà người dân Ukraine dành cho nhau vào mỗi buổi sáng lúc 9 giờ để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân chiến tranh, như trẻ em và người lớn, thường dân và binh lính, cũng như các tù nhân bị giam giữ trong điều kiện khủng khiếp. Nghĩ đến những người này, Đức Thánh Cha đã trích dẫn lời của Thánh Vịnh 121, sự cứu giúp tôi đến từ Chúa là đấng đã dựng nên trời và đất. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện này là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sự giúp đỡ của Chúa vẫn đến ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất. Trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha đã không ngừng đấu tranh cho hòa bình trên toàn thế giới và Ngài thường kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại nơi mà Ngài mô tả là Ukraine tử vì đạo. Viết cho Đức Tổng giám mục Kun Bukas, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời cầu nguyện này và yêu cầu mọi tâm hồn được hoán cải để nuôi dưỡng đối thoại và hòa hợp. Đức Thánh Cha giải thích, chỉ có Chúa mới là nguồn duy nhất của sự sống, hy vọng và trí tuệ. Kết thúc bức thư, Đức Thánh Cha đã ban phước lành cho các giám mục và linh mục vẫn kiên định trong sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ các tín hữu tại Ukraine. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời chúc phúc của mình tới toàn thể người dân Ukraine, bày tỏ sự tin tưởng rằng Chúa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về thảm kịch to lớn này. Tôi chúc phúc cho toàn thể người dân Ukraine. Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tham dự hội nghị G20. Đức Hồng Y Pietro Parolin, đại diện cho Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, Brazil. Đức Quốc vụ Khanh Parolin đến Brazil trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 về hợp tác kinh tế quốc tế. Chuyến đi này nhằm đáp lại lời mời của Tổng thống Brazil gửi đến Đức Thánh Cha Francisco. Phủ Quốc vụ Khanh đã thông báo qua tài khoản chính thức A+Lục Gia trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Bài viết nêu bật các chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh, đó là chống đói nghèo, cải cách các thể chế quản trị toàn cầu, phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng. Hội nghị thượng đỉnh G20 chủ yếu sẽ giải quyết vấn đề hợp tác và chính sách kinh tế. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận về chiến sự tại Ukraine, Nga và Trung Đông cũng sẽ được tiến hành. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco gửi tới Tổng thống Brazil thông qua Đức Hồng Y Parolin, Ngài kêu gọi những nỗ lực để xóa bỏ nạn đói nghèo trên thế giới. Nạn đói đang ngày một tồi tệ hơn vì các cuộc xung đột vũ trang khắp thế giới. Số tiền khổng lồ được chi cho vũ khí thay vì giúp nuôi sống 3 tỷ người thiếu thốn lương thực trên thế giới. Đức Thánh Cha viết rằng các biện pháp hiệu quả đòi hỏi cam kết cụ thể từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế và toàn thể xã hội. Ngài cũng nhắc đến việc giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm phân phối không đồng đều vì nhiều lý do. Những nỗ lực giải quyết những thách thức này sẽ đòi hỏi tầm nhìn và chiến lược dài hạn. Đức Thánh Cha Francisco đảm bảo rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phẩm giá con người và đóng góp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như sự tham gia của các tổ chức công giáo trên toàn thế giới. Mục tiêu là để không một người nào trên thế giới này, với tư cách là một người được Thiên Chúa yêu thương, lại bị tước mất của ăn hàng ngày, Đức Thánh Cha viết. Nhóm G20 bao gồm các thành viên của G7 và một số nền kinh tế mới nổi. Khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo sẽ thông qua một tuyên bố chung. Ngoài các thành viên cốt cán của G20, chính phủ Brazil đã thông báo rằng 56 phái đoàn khác sẽ tham gia trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Sáng kiến Romia Strata cho năm thánh 2025. Để chuẩn bị cho năm thánh 2025, cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ thánh Phêrô sẽ cho ra mắt sáng kiến Romia Strata cũng như chứng nhận Testimonium để mang đến cho những người hành hương trải nghiệm thiêng liêng sâu sắc trong suốt hành trình đến Roma. Sáng kiến Romia Strata do Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô chủ trì, hợp tác với cơ quan bảo trì và quản trị đền thờ Thánh Phêrô và quỹ Omo Viator Santeobando của giáo phận Vicenza thuộc Ý. Dự án này bao gồm dịch vụ tình nguyện để hỗ trợ những người hành hương trên đường đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, điểm đến cuối cùng của đường hành hương. Romia Strata kết hợp giữa truyền thống, sự thiêng liêng và lòng hiếu khách với việc cung cấp cho khách hành hương các nguồn lực hiện đại như thông tin được số hóa. Khách hành hương năm thánh cũng sẽ nhận được chứng chỉ Testimonium bằng da để kỷ niệm hành trình của họ. Hướng dẫn mới sẽ có một bản đồ hơn 1.000 km của con đường, nêu bật các địa danh lịch sử, văn hóa và thắng cảnh. Các tình nguyện viên sẽ có mặt tại lối vào để chào đón người hành hương đi bộ, đi xe đạp hoặc cưỡi ngựa. Theo báo cáo từ lễ tân Vương cung Thánh đường, từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2024, khoảng 3.700 testimonium đã được trao cho những người hành hương đến Roma.
Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của các con đường hành hương thiêng liêng. Dự kiến, năm thánh 2025 sẽ thu hút những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Và các tình nguyện viên sẽ đảm bảo đón tiếp nồng hậu, làm phong phú thêm trải nghiệm cho khách. Được ông y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và là chủ tịch cơ quan quản trị đền thờ, đã bày tỏ lòng biết ơn về sự hợp tác này. Chúng tôi rất vui khi quỹ Homo Viator Santo Bernardo giúp chúng tôi chào đón những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đến mộ của Thánh Phêrô. Với việc cải tạo khu vực xung quanh quảng trường, các lối vào mới không chỉ giúp bảo đảm an toàn mà còn mang lại trải nghiệm tâm linh sâu sắc hơn. Ngoài ra, mạng lưới đường sắt của Ý và chính quyền thành phố Roma đang khôi phục một đoạn đường sắt không sử dụng và đường hầm Monte Chiacchi vốn đã đóng cửa trong một thập kỷ. Những cải tiến này nhằm mục đích làm phong phú thêm cảnh quan và tạo ra bầu không khí chào đón những người hành hương khi họ đến Vương cung Thánh đường, Thánh Phêrô. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Suy tư tản mạn, radio được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh Podcast, YouTube, Facebook và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Quý vị thân mến, khi ở trong trạng thái tĩnh lặng, mỗi người chúng ta cảm nhận rõ hơn lời mời gọi từ Chúa để ta suy nghĩ sâu hơn về đời sống, về những gì đã qua. Một câu hỏi được đặt ra là, bạn có thường hay nghĩ đến những người thân yêu đã rời xa mình không? Vâng, và tiếp nối chuyên mục của tháng 11 này, chúng ta sẽ cùng nhau dành riêng những dòng cảm xúc cho các linh hồn. Như thường lệ, xin được giới thiệu người đồng hành cùng tôi, Tuyết Thương. Dạ, con chào Sơ Lương và xin kính chào quý vị đang nghe radio ạ. Chào Thương. Sơ ơi, câu hỏi phía trên á. Thực ra con nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng đọng lại thật là nhiều cảm xúc đối với những người mà được hỏi đấy ạ. Ừ, đúng thế Thương ạ. Mỗi khi mà con đi ngang qua vườn thánh này hoặc là nghĩa trang, thì tự nhiên đâu đó trong lòng con lại rất là dạo dực. Không biết là những người ở đó họ có bình an hay không, họ có cần gì ở nơi mình hay không sao nhỉ? Thương biết đấy, đối với những người đã khuất á, thì nhất là những linh hồn đang ở nơi luyện ngục á, họ thực sự là cần đến chúng ta. Họ không thể tự giúp mình, nhưng mà lời cầu nguyện của ta thì ví dụ như là từng tràng kinh này hay là từng hy sinh nhỏ bé đều có thể trở thành những chiếc chìa khóa mở cánh cửa để họ bước vào ánh sáng của Chúa, Thương. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Phải chăng những lời cầu nguyện của mình có thể làm thay đổi điều gì đó cho họ? Con nghĩ là không ít thì nhiều cũng đều rất tốt lành đấy ạ. Đúng vậy đấy Thương ạ. Chúng ta đều được mời gọi hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh thông công. Nó giống như là một vòng tay lớn nối liền với mọi người, từ những người đang sống, những người đã được hưởng vinh quang và cả những linh hồn đang trở thành luyện nữa. Khi nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ, đó chính là lúc ta đưa bàn tay mình để kéo họ đến gần với Chúa hơn nữa đó Thương. Dạ vâng, nghe điều này con thấy lòng mình thật nhẹ nhàng ạ. Và có chăng khi các linh hồn đã được giải thoát này, họ sẽ không bao giờ quên ơn chúng ta. Họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Chúa. Con cảm giác như là những người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này, phải không ạ? Và Sơ nghĩ rằng là đó mới là điều đặc biệt, phải không Thương? Dạ vâng ạ. Sơ nghĩ là có lẽ mỗi lời cầu nguyện của họ là cách nối liền hai thế giới trong tình yêu không bao giờ tắt. Cứ sống, cứ yêu thương và cứ cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ giữ được mối dây liên kết với các thánh và các linh hồn, bởi rằng là họ đang rất cần chúng ta nhớ đến họ trong cuộc đời này mà. Vâng, và đó cũng chính là những tâm tình được gói ghém trong bài suy tư có tựa đề Những nấm mồ biết nói của tác giả NVL. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc của Maria Tuyết Thường. Dưới ánh nắng hoàng hôn nhạt nhòa, quyện với màu lá vàng đặc trưng của mùa thu Boston trong ngày lễ các linh hồn, tôi bước chân chậm rãi trong khuôn viên nghĩa trang gần chủng viện. Trước mắt tôi là những hàng bia mộ im lìm, trải dài trong ánh nắng chiều dần buông. Nhìn những dòng tên được khắc trên những tấm bia đá lạnh lẽo trong không gian tĩnh lặng này, tôi chợt nhớ đến những giai điệu buồn man mác trong bài hát Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh. Tôi đi qua tấm bia không in hình dung, trước mắt những cái tên xa xôi lạ lùng. Những giai điệu này dường như vẫn đang vang vọng đâu đây, hòa với những suy tư của tôi về cuộc sống, về cái chết và ý nghĩa của nó trong cõi nhân sinh. Có nhiều quan điểm khác nhau về cái chết, nhưng chắc hẳn mọi người đều có một cái nhìn chung về sự chết như một điều không thể tránh khỏi và là một quy luật tự nhiên, tất yếu của cuộc sống. Cái chết, có người đón nhận trong bình thản, có người ra đi trong tiếc nuối,
Có những cái chết được báo trước bằng chuỗi ngày đau đớn của cô đơn và bệnh tật, nhưng cũng có những cái chết đến bất ngờ như một cơn gió thoảng. Nhưng dù thế nào, nó vẫn luôn để lại một khoảng trống khó lấp đầy trong tâm hồn những người ở lại. Ai cũng biết mình sẽ chết, nhưng chúng ta thường quá bận rộn với những lo toan của cuộc sống, mà quên đi rằng cái chết không phải là một điều xa vời. Nó có thể đến bất cứ lúc nào, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giàu nghèo. Khi còn sống, người ta dùng 5 tháng để tính toán độ dài của một đời người. Nhưng đến khi nằm dưới nấm mồ, chuỗi ngày ấy chỉ còn vỏn vẹn trong dấu gạch ngang, nằm giữa năm sinh và năm mất được khắc trên tấm bia mộ. Những con số này quá đỗi đơn giản để có thể chứa đựng một kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, ẩn dưới dấu gạch ngang ấy là cả một hành trình đời người với muôn cung bậc cảm xúc đan xen của nước mắt và nụ cười, của những ước nguyện đã hoàn thành cũng như những ước mơ và hoài bão còn dang dở. Đời người thật quá ngắn ngủi, nhưng phải chăng chính sự hữu hạn đó lại khiến cho mỗi khoảnh khắc mà chúng ta đang sống trở nên đáng quý hơn? Và phải chăng điều quan trọng không phải là ta sống được bao lâu, nhưng là sống như thế nào? Có người định nghĩa cuộc đời một cách thật đơn giản nhưng lại sâu sắc. Đó là một hành trình từ điểm B đến điểm D, với C nằm ở giữa. B, bớt, là điểm khởi đầu, khoảnh khắc ta chào đón thế giới bằng tiếng khóc đầu đời. D, dead, là điểm cuối khi ta nhắm mắt trở về với cát bụi. Nhưng điều làm nên ý nghĩa của cuộc hành trình này không nằm ở điểm xuất phát hay đích đến, nó nằm ở C, choice, là những lựa chọn ta thực hiện mỗi ngày. Chọn lựa chính là hành trang của chuyến tàu cuộc đời. Có người chọn theo đuổi tiền bạc, giàu sang, có người miệt mài trên con đường danh vọng, quyền lực, nhưng cũng có những người chọn lựa sống tử tế, gieo những mầm hạt yêu thương, nở nụ cười với một người xa lạ, nói một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành. Khi chuyến tàu cuộc đời kết thúc, tiền bạc và quyền chức đều trở nên vô nghĩa. Nhưng những hạt sống yêu thương ta đã gieo, những giá trị tinh thần ta đã chia sẻ, sẽ đâm chồi, tươi nở những đóa hoa thơm ngát và bất tử giữa vườn đời. Ai cũng có lựa chọn của riêng mình. Bạn và tôi, chúng ta chọn điều gì? Lặng nhìn những chiếc lá vàng lìa cành trong làn gió nhẹ, khẽ rơi trên những tấm bia mộ, tôi tự hỏi, liệu có ai sẽ nhớ đến tôi khi tôi không còn trên cõi dương gian này? Khi tôi chỉ còn là một cơn gió thoảng qua hay một chiếc lá lặng rơi trong gió chiều mùa thu? Và liệu những ký ức về tôi trong lòng người ở lại có đủ sâu đậm để vượt qua ranh giới giữa cõi sống và cõi chết? Bởi cuối cùng, khi nhìn lại chặng đường đã qua, điều động lại không phải là những gì ta có, mà là những gì ta để lại. Điều này khiến tôi nghĩ đến những câu thơ đầy ý nghĩa trong bài thơ Không Đề của Văn Cao. Con thuyền đi qua để lại sóng, đoàn tàu đi qua để lại tiếng, đoàn người đi qua để lại bóng, tôi không đi qua tôi để lại gì. Nghĩa trang là một nơi thật bình yên và trầm lắng, bởi ở đây chẳng có sự ồn ào của tranh đua hay những lời cãi vã, thóa mạ. Tuy nhiên, nghĩa trang cũng được ví là một thành phố buồn, bởi lẽ ở cạnh nhau mà người ta chẳng biết nhau, cũng không thể nói với nhau một lời yêu thương, chia sẻ. Ngày nay với sự phát triển vượt trội của khoa học kỹ thuật, nhân loại đang bước vào một kỷ nguyên mới với những cuộc cách mạng 4.0, 5.0 của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó, con người cũng đang phải đối diện với sự nghĩa trang hóa. Ngày càng có nhiều người dù đang sống nhưng lại bị chôn vùi dưới những nấm mồ của cái tôi ích kỷ, của sự vô cảm, thờ ơ, cũng giống như những nấm mộ kia, người ta ở gần nhau mà chẳng nói với nhau một lời. Cuộc sống của chúng ta thật kỳ diệu, từ những người xa lạ, qua thời gian gặp gỡ và gắn bó, họ trở thành vợ chồng, thành những người bạn tri kỷ của nhau. Nhưng cũng chớ trêu thay, không ít những cặp vợ chồng, những người bạn thân, sau bao năm gắn bó lại dần trở nên xa cách như những người dưng. Họ phớt lờ nhau và sống với nhau như những nấm mồ. Hậu quả là nhiều gia đình, trường học, công sở trở thành những nghĩa trang đầy rẫy những nấm mồ di động. Người ta nói rằng điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là bị phớt lờ và lãng quên. Có lẽ con người chỉ thực sự chết khi không còn ai nhớ đến họ.
Chính vì thế mà ngày lễ các linh hồn càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tháng 11, tháng các linh hồn, được người Công giáo dành riêng cách đặc biệt để kính nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất. Truyền thống này không chỉ thể hiện nét đẹp đạo hiếu của người Việt Nam, nhưng còn diễn tả mầu nhiệm các thánh thông công của đạo Công giáo. Theo đó, các thánh trên thiên đàng, các linh hồn nơi luyện ngục và các tín hữu nơi trần gian cùng hiệp thông với nhau trong Đức Kitô và trong lời cầu nguyện. Tháng các linh hồn không chỉ là thời gian để tưởng nhớ những người đã khuất, mà còn là dịp để ta suy ngẫm về chính cuộc đời mình trong mối tương quan với những người xung quanh. Nhất là những mối quan hệ đã chết hay đang trong tình trạng đổ vỡ, sứt mẻ. Giờ là lúc để nối kết và hàn gắn, nối kết người sống và người chết trong sự hiệp thông của lời cầu nguyện, hàn gắn những mảnh vỡ trong các mối tương quan. Đây cũng là thời gian để nhìn lại bản thân, để có thể sửa đổi những lỗi lầm, để sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn. Đây cũng là thời gian thuận tiện để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Những nấm mộ không thể giao tiếp với nhau, nhưng chúng lại có thể nói với chúng ta nhiều điều. Chúng nói với ta rằng, hỡi những người đang sống, hãy sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Hãy yêu thương và trân trọng những người đang sống bên mình, để các bạn không phải hối hận khi trở nên giống chúng tôi đây. Trong ngày lễ các linh hồn, mỗi ngọn nến thắp lên là một ngọn lửa của niềm tin. Đó là niềm tin vào sự phục sinh, vào mầu nhiệm các thánh thông công và sự kết nối vĩnh hằng giữa người sống và người chết. Đó cũng là ánh sáng của niềm hy vọng và một tương lai tươi sáng khi con người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Ánh sáng hy vọng này đẩy lùi bóng đêm của nền văn minh sự chết, đồng thời soi dẫn con người đến với nền văn minh của tình thương và sự sống. Trong tháng đặc biệt này, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện cho nhau để chúng ta biết sống yêu thương hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.